gian nó không ngắn, nhưng thầy chỉ nói ngắn gọn thế này thôi. Trước hết, em rất may mắn, em được khoa học qua bộ môn vị nào, nơi ở đó có một đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao về chuyên môn, tận tụy hết lòng của sinh viên. Họ có một quá trình giảng dạy vài ba bốn chục năm, rất nhiều kinh nghiệm đối với sinh viên hướng dẫn cao học và tiến sĩ. Bộ môn mình đủ sức dạy các em ở đại học, hướng dẫn các em làm thạc sĩ và tiến sĩ. Nói thế để các em thấy tự hào. Một điều mà các em thấy tự hào nữa, chắc các em chưa kịp làm quen, cả trường chúng ta có 22 chuyên ngành. Viên năm học là một trong 22 chuyên ngành đó. Trong 22 chuyên ngành đó có khoảng gần 100 giáo sư vật, có giáo sư tiến sĩ. Tính trung bình mỗi một chuyên ngành khoảng 3 đến 4. Riêng Việt Nam học Ngọc, Diệp, Linh, Chi, Toàn, Hoa, Khôi, Thành Lịch tên rất đẹp, đội hình rất đẹp, và đẹp nữa là chuyên môn. Nếu tính trung bình mỗi một bộ môn khoảng 3 đến 4 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thì biên học khoảng cấp đôi, gần 100%. Có cô Việt đấy cũng sự chuẩn bị vào vị tiến sĩ nữa là 100%. Năm nay là toàn bộ khoa chúng ta, bộ môn chúng ta sẽ 100%, điều hiếm có ở một trường nào. Được học với thầy cô, thầy dặn kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao như vậy thật là may mắn. Ở lớp tôi có một em nói, em viết bằng trong cái tiểu luận, tôi mới chống cách thầy này không? Học trái ngành làm không đúng nghề, nhưng sau mấy buổi học thì em thấy em rất yêu thầy. Tôi hỏi bây giờ đã yêu chưa? Em yêu rồi. Yêu, hãy yêu như khi mà em yêu nghề như vậy. Nó phải có đam mê. Học hay làm cái gì phải có đam mê các em. Nếu một người thầy không có một cái nhiệt huyết, một ngọn lửa đam mê với nghề của mình, một nghề giáo, một nghề cao quý trong tất cả, thế đào tạo cũng thế. Trong đây phải yêu trò, yêu đồng nghiệp của mình. Các em yên tâm một điều này, các em muốn có tiền học ấy, rất đoàn kết, rất thân thiện và rất đáng yêu. Sống trong một cái tập thể đội ngũ cán bộ giảng dạy như vậy, với một đội ngũ các em sinh viên đang ham học, mê học, đến năm học như thế, chắc chắn các em thành công. Cảm ơn các thầy, các cô, các em và các em.